để ở nhà vứt đi, đâu vứt đi, không có nuôi lắm được cả. Con người khác không có mang về đây được, nhanh lên. Không để chị nuôi không có vất vả nên em đâu chị ta không nuôi, anh bảo bỏ ra không nuôi là không nuôi, vứt 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 vứt, không nuôi lắm người cả, đã bảo rồi, không nuôi là không nuôi, đã bảo thế lại cứ đem về thôi. Không nghe cái gì hết cả. Con người ta chứ con mình đâu mà cháu mình đâu mà khổ mẹ người ta. Đem đi, rất quát là không nuôi, cứ đem đi, nuôi mới lắm gì. Toàn những người dưng nước lã mà đem về nhà mà nuôi à? Cái gì thế này? Đấy, mẹ về mà xem đi. Đem cái người dưng nước lã, nhà mình hai đứa thì chết á, bây giờ lại mình đem gì đây? Cái đứa này dưng. Đấy, đấy. Chim con chết cái gì đây? Con tấm nhặt ở đâu, đứa bé con về nó lại đem về nó nuôi, mẹ về mà xem. Đâu, con đồng bất tích, không nuôi. Cái gì đây? Con đi làm con nước khổ, con cứ tưởng là nó bắt tóc. Đấy, anh là con nhặt ở đâu về, tôi biết đấy chứ. Biết là ai? Khắc mắc anh nào, cái nào nuôi nha. Khi là vứt vào cổng mình bây giờ con nghĩ nó đi đâu mà đứa bé nó còn nhiều, nó rét quá, nó đánh răng cổng cọc ra mà mình nó rét không được, nó nghe đấy nó về thì bảo là nó về thì biết nhà mình có hai đứa vất vả lắm nhưng mà để nuôi con mang cháu về. Thế bây giờ nhà đã hai đứa cháu rồi không nuôi được, mày lại mang nó về đây thì ai nuôi? Bảo quá kiên quyết không có để ở nhà nữa nhá. Thế nhưng bây giờ nó đứa bé nó không làm gì hết nhỉ. Nuôi thì làm thế nào còn hai đứa cháu kia nữa, ai nuôi, nhà đã nhiều việc như thế, neo người như thế. Lợn gà đây thì ai nuôi cho? Công việc đây cả ra. Mình con kia nó đã hai đứa tất cả mày cả đồng áng cả mất mà nuôi bê. Thế bây giờ làm thế nào, nuôi thì làm thế nào? Vất vả thì tôi con cố gắng vất vả vậy nuôi cháu, bây giờ bảo là tôi cứu được một người. Không nuôi được thì còn khổ cả cháu mình ý. Bây giờ làm thế nào hả? Bây giờ mẹ bảo bây giờ không nuôi thì tôi mình đi làm phúc. Đem vứt, đã bảo vứt là vứt, không làm, nói nhiều, vứt đi. Đấy, làm phúc thì mẹ ơi để mẹ, nhưng mà cũng tội lắm cơ. Thì là như là xây được 7 tòa tháp mẹ. Tôi thì mình là tội nghiệp con bé. Thôi thì mẹ đem mà nuôi tả đi. Không ai người ta nuôi được đâu. Nhưng mà nuôi ai mẹ con đem mà nuôi. Nuôi con lộc đây. Lộc cái thêm. Thương lắm cơ. Lão kiểu nó vất vả. Bây giờ lại bỏ lộc. Lộc đấy đem mà nuôi ai, để con đem mà nuôi nhé. Nhưng mà bây giờ có cái này mang tệ bà. Đi đâu mà ta lại mang đến cổng nhà mình, người ta để đến này mà không nuôi thì để nó ở đâu được. Thương lắm cơ bà. Đem nó vào chạy trẻ bỏ con cứ khối hết kìa. Đấy, đây đứa nào ở đấy hết kìa. Có phải không đâu. Thương con nhỉ. Đem về chạy trẻ mồ côi hay là con nhi viện mà nuôi. Cho người ta cứ nuôi cho. Mày lắm chuyện lắm cơ. Lắm chuyện cái gì? Hai đứa con thì không chịu bế, cứ suốt ngày đi chơi. Cứ đi chơi. Thế mày không nuôi thì để tao mới con tấm luôn. Mẹ mấy bà tấm cái luôn thì tệ. Không nuôi. Bất tập. Nó khóc lên mà. Bà thương con nhất là bà thương. Bà bế con nào. Này bà tấm đấy cho bà biết nuôi à. Nay mai mẹ nó lớn lên, mẹ nó mới đến về, mẹ nó đón. Thế mẹ mất công không? Thank you.
tuổi con nữa nhỉ, bạn thương rồi, bạn thương con. Ôi bạn thương, à, bạn thương nha, nào bạn thương mà bế con nhỉ. Ngoan nào bà. Bà nuôi con nhá, bà không đuổi con đi nữa nhỉ. Ở đây với bà nhá, với bà tấm nhỉ. Ngoan nhá, nào bà, con vào con ngủ nhá. Con ngủ ngoan là xong là chim á?
mà ở ngoài cổng á. À thế cái gì, cái gì đây, con viết ra đây cho bà xem nào, con nói gì bà chả hiểu gì cả. Đi đâu kia? Chắc lại thích về quê sao mà lại một khóc tối tôi đi đâu? Vì hỏi mẹ xem đi đâu. Quần áo anh ạ, quần áo. Có tiền đi chơi.
của ai đánh rơi đấy nhỉ? Xem nào, xem cái túi gì đây. Ôi giời, có vài cái quần, cái áo này. Chết, cái túi này giống một cái con ở nhà bà Tám quá ngay chứ này. Không biết có phải không mà này. Không biết có cái gì đây mà đứa nào nó lại cướp hay là thế nào mà này. Có cái túi vẫn ở đây này. Để xem nào, xếp sách lên đây xem nào. Xem thế nào nào. Chết thật thì chứ này. Tôi chết rồi, cái con này là cái con ấy là ở trong in hoa, là ở trong nhà bà Cám rồi. Thế đây có phải túi của con không? Tôi chết rồi, làm nào mà nó cướp rồi, thế thì cướp, nó cướp rồi, tôi chết rồi. Phải nào lại, hay là kiểu như là vừa ấy lại giá được vài đồng, hay là hôm nay là ngày về 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 mới u phải không? Về 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 mới lại mẹ. Tôi chết rồi, thế thì có đồng nào xem nào. Thế nào, bà có trả tiền không? Chết, có mất cái gì không? Xem nào. Chết rồi. Thế nào lại bảo giống một cái con ngựa ở nhà bà Cám quá. Thì chết rồi, có đồng nào nó lấy hết rồi. Chắc bà Cám hôm nay giả tiền là lấy hết rồi, thì chết rồi. Thế thì thôi hôm nay lại, thế thì đưa vào nhà bà, bảo bà giả thêm tí khác đi. Giả đằng khác đi. Thì chết rồi, có đồng nào nó lấy hết rồi. Cứ cái bọn nào nó cướp mà lại khổ thế chứ này. Đi là mồm miệng nó không có, khổ đi. Đi thì về nhà đây, bà đây. Ừ thôi đi, thế thì để cô đưa vào nhà bà, bảo bà đi. Nói chuyện cô với bà đi với nhá. Ừ thôi đi. Mày quá là chết rồi, thế nào mà lại khổ một miệng nó không có. Thế cảm ơn cháu nhá. Dạ. Đấy, thôi đi, khổ quá đó. Đấy, nó không có mồm, nay là về mẹ đấy. Có đồng nào bà chủ giả thế là lấy hết rồi. Dạ. Đấy là đi, cứ vào bảo bà lại nói chuyện lại với bà chủ. Khổ cướp nó lại có tha gì đâu. Đấy, nó biết con bé này không có mồm miệng. Thế có đau không? Khổ. Đấy, ngã ở đây đấy. Rồi đi, rất là khổ quá. Mà miệng không có để về xem nói chuyện với bà Cám không thế nào chứ, mà có đồng nào bây giờ tiền không có thì về thế nào, để về xem nói chuyện với bà xem nó thế nào. Ừ, về bây giờ đi, để về nói chuyện với tiền không có bây giờ, về bà ấy thì nói chuyện với bà ấy chứ không có gì đâu. Ban ngày ban mặt là trộm cướp nó cũng cướp như thế đấy, khổ lắm các, làm nào được? Bây giờ tiền về không có thì bây giờ đấy, cứ đi vào thì không có ngại gì, đi vào bảo các bác, bà chị không có sợ gì hết cả. Bà Cám ơi, bà Cám, ai gọi gì đây? Ôi dồi ôi, bà ra đây là khi in hoa nó bị cướp hết cả rồi, bà ra đây xem nào, đâu là cùng đã. Nó cướp tiền của nó thì chả biết bà có giả đến nào không, rồi nó cướp hết cả quần áo, túi quần áo nó vứt ra kia kìa. Chết rồi. Mà bây giờ con bé lại ngã. Lúc đấy nó bảo để cẩn thận cơ mà. Đấy, bây giờ nó cướp cả ban ngày là. Đấy bà bảo túi trong cho thì không. Cướp giật bây giờ ngày đấy nó cướp như thế là con bé lại ngã ra đường cái đấy. Nó đi vào trong nhà đấy. Đi.
tôi lại bảo là thế này thì bạn xem thế nào thế cháu thế nào? Bây giờ Tết nhất đến ơi rồi tiền cũng có thì về thì làm thế nào? Quá cô, bà đã dặn là rất cẩn thận vào đi mà thế nào thời buổi bây giờ nó khó quá cơ. Các bạn ơi, thời buổi bây giờ khổ thế đấy. Vừa mới ở trong nhà đưa cho cháu nó mấy triệu để nó về nó thăm mẹ, thế mà ra ngoài đường mấy thằng nó đang cướp ngay giờ còn cái ba lô không rồi này, cô khổ không rồi chứ gì. Đấy bà xem thế nào bây giờ ứng cho cháu thêm đi. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi mà nó về nó không có tiền mà đường thì xa, mà nó câm nó điếc như thế khổ thân nó, thì bà ứng cho nó thêm một ít thì sau nó làm nó trừ sau, bà trừ sau cũng được. Bây giờ mẹ nó ở nhà cũng đợi đó mà nó lại chả còn đồng nó về mà Tết nhất đến nơi rồi thì bà xem thế nào khổ quá nữa. Mà tôi thấy các bạn là thời buổi bây giờ đúng là trước cả ban ngày đấy bà xem nào quá cô, bây giờ cướp cả ban ngày mới ra khỏi cổng được một tí đấy. Đã bị cướp chắc là nó rình, nó biết con này ở trong này chắc là nó để ý bà và mấy thằng mẹ là thế nào có tiền mấy cái thằng mẹ đó cái này cả tay rồi đấy cả tay này có khổ không thôi chứ gì đấy. Thôi được rồi à, thế bây giờ bà lại ứng cho một ít tiền tháng sau nữa cho con về nhá, cho con đấy. Về bây giờ đến đâu có tiền mà về bà ứng tháng sau nhá, bà ứng cho mấy ít tiền trong tháng sau thì làm thì xong rồi bà trừ sau vậy nhá, nhớ nhá. Đi nhanh về xong rồi mai ngày này nó trang trí làm như thế mà thế cho bà cho cháu làm nào được nó không muốn thế đâu, đường thì xa nó về nó phải tiền cho mẹ nó chứ làm thế nào. Bây giờ ngày mặt nó cũng cướp như thế đấy, bà ứng cho con năm nay phải cẩn thận nhá, đi cẩn thận lần này để trong người có túi không, có túi quần không, con cầm con cất cẩn thận nhá, con cất cẩn thận đi, cất cẩn thận đi. Rồi xong rồi một tí nữa rồi bà đưa ra xe về phải cẩn thận muốn nó theo nhé, cẩn thận đấy, nào con cất đi, cất đi xong rồi ra xong bà đưa con ra xe. Những thằng nó để ý bà đấy, bây giờ phải cẩn thận vào, không có thì nó có đồng nào nó lại móc hết thì không cất có gì mà vào. Tiêu đó Tết nhất đến nơi rồi Tết cả nó bảo mấy khổ làm cả mấy tháng rồi nhưng mà mấy đồng bạc nó lại cướp hết khổ đấy bà rồi khổ. Đi nào cầm lại điếc có biết đi, gì bà đâu. Đưa ra xe rồi bà nhất lần này bà đưa đi quá mà khổ. Thôi thế bây giờ về nhá, tiền phải cẩn thận nhá, về đưa cho mẹ. Đây, đấy khổ. Thôi, thế tôi cũng cảm ơn bà nhá. Không có bà không biết là nó đấy con bé nó chẳng làm thế nào được đây. Đồng nào vào hết tháng mới được mấy đồng bạc. Thế nào cùng đi để tôi đưa nó, cháu nó ra xe cho nó về nhá. Nào đi. Đấy. Tôi cũng chào bà, tôi về nhá. Này nó vứt như này cổng nó bao ngày nay rồi đây, các con gì đấy, hôm nay tôi bắt được tận tay luôn đấy.
Không có sai một tí nào nha này. Bao nhiêu gậy dình hôm nay bắt được mày. Mày bắt được gậy dình đây rồi. Mày nói cho mày biết. Hôm nay thì tao tha cho mày nữa rồi. Mày đưa nó lên xã. Đây là dọc đường. Cho nó trừ rồi. Cho nó phạt đi lần sau nó trừ rồi đi. Đây đi cả hai bên. Cho môi trường, người ta phạt cho nó một trận. Cái này bắt được mày. Mãi ngày tháng tôi phải thật vấn cho mấy tay nói. Thế nhá, hôm nay con là gái một đứa xinh xắn thế này chồng đi làm cái mà làm ăn như thế. Người ta thu gom mà đấy. Mang lên đây để đốt cái cổng nhà người ta. Mang ra đây để đốt. Mà bắt của nhà người ta thế này. Sao hôm nay nó bắt tận tay rồi không vãi được nào được nhá. Đưa nó lên vệ sinh môi trường để cho người ta phạt cho nó đi. Rất nhiều đây. Mà hôm nay không thể đi được nữa rồi. Tất cả bà con nhìn xem là đây là núi lở núi kia là cái đây cả đây này. Phạt hết đi không thấy đây. Cả đây. Hai bên đường. Rất bẩn. Hôm nay tao bắt vứt mày ra được. Chỉ có mày vứt được. Hôm nay mày cũng thế. Được cái bẩn như thế này. Dắt xe quay lại, không cho đi nữa. Hôm nay không làm nữa. Mày lại làm ăn như thế. Mang về cổng nhà. Mang về cổng nhà mày mà vứt. Làm ăn thế. Hôm nay mày phải có cái kể cả cổng nhà mày. Trông xinh xắn thế này, phải biết là bảo vệ môi trường. Bây giờ bà con nhìn xem bẩn như thế này thì ai chịu được mùi ô nhiễm rồi lắng lôi lên là mưa gió đổ hôi thối mùi nó vất vả dân nào đấy thì ai chịu được hôm nay mày không đi được hôm nay là không đi được công ty thì công ty mà không thì cho mày nghỉ luôn về lại đi không được bắt đầu được không được hôm nay là bắt được mày hôm nay các bắt được tận tay rồi gió mồ hôi chỉ có mày vất thôi không ai đi qua đây là vất hết mày vất cái mày cho cái vất vãi xe vất xe cho lên trên xã đây cả thế này này không muốn nói mồm này không ăn thua tiền luôn. Tất cả các ông các bà đưa lên công an xã không đi được lại cho cả không đi được lại không hôm nay không đi được đâu quay lại không đi hôm nay bắt tận tay rồi không đi không cãi được cho xe quay lại rất là buồn cười quay lại không phải cho đi được hôm nay không làm đây không cãi được đem lên phải đem lên xã phường phạt cho một trận chứ không thể thế được. Bao nhiêu lần rồi không thể một lần này nhé. Co quay lại, không cho đi, hôm nay không cho đi làm. Quay lần không có ai, chỉ có này thôi. Hôm nay để cho quận làm một hôm thì bây giờ không cho cái gói bất như này. Ai làm ăn thế? Bây giờ làm trong trường sạch sẽ, ta dọn thêm cái này đi. Lát dọn phải đốt đi chứ, nhà làm nhà ấy phải đốt đi chứ. Để thế à? Bao nhiêu ngày rồi, ngày nào cũng thế vứt qua đây. Vừa hôm qua hôm kia thấy dọn xong hôm nay đây 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 nhiều lắm. Dọc đường để hoang ở cái này mà chỗ lao cũng thấy là cái túi lọ cái đây cả nó sao mảnh bát nào mảnh chai các loại mà tinh cả chơi cả bao đây này đấy hôm nay là cứ phải quay lại mày quay lại thì mày không thể thế này được quay lại đây rồi đây này hoa thì không thấy đâu nhưng mà mất câu rồi ta thấy rồi đâu đây này hoa cái gì đây hoa thì không thấy đâu nhưng mà thấy tinh rác thôi không thấy hoa hết đâu nhưng mà đây nếu mà quay thì đây vào trong này đây còn cái tính nó còn ác ôn lắm anh nó tính gì vậy? Rất là kinh khủng đây các chị nhìn ra đây mà nhìn xem là toàn túm rồi đây đây chị ơi nhìn tinh túm trong này nó còn tống cái mãi nữa quay được nha quần áo của ai đây này? Đúng này, chân này. Này, quần áo của ai đây? Đấy, đi nhau. Các kiểu ra đây. Cái này là cái chỗ này hoa thì không thấy đâu. Các chị ơi, chị Xuân ơi, ra đây mình dọn cái đoạn đấy đi. Ai lìa hoa thì không thấy đâu. Đây này, tinh để rách mi, rách thải rồi. Hoa hết thì không thấy đâu đây này. Tinh thấy rách thải rồi. Thấy rách thải thôi, quay vào. Không phải vào vất chết thì tối chết. Lại bảo là nó yêu. Không thấy hoa quay đâu. Kinh thấy rác thải đây này, các chị này. Nhiều lắm. Thôi bây giờ hoa chả để hoa nó cắt hết. Cắt hết, cắt đến tận chân luôn. Cái này mình dặn này chỉ cái tổ hoa thôi. Vất thì chả thấy đâu. Chỉ còn rác thải thôi.
Đấy các bà đang dọn dẹp với đây. Đấy, đấy dọn dẹp đây. Còn là rác nó dọn ở đây cả đây. Rất nhiều luôn chị ạ. Đấy, nó dọc qua đường cái như này. À, mấy bạn này đi về không ạ? Đẹp. Cái hoa đẹp này cắt hết đi. Mấy bạn này đi về nhá. Đấy, nói chung là bây giờ nếu mà đây còn đi làm chứ còn nếu mà ở nhà mà cứ thấy ai mà vứt ở đoạn đường của thôn như này là bắt phạt nó trợn mắt lên nó mới chừa. Rồi ôm đi em. Ôm đi em. Dọn dọn hết đi cho nó sạch mẹ. Để xem là coi lắp cái camera ở cổng này sẽ xem ai vứt mẹ, nhìn rõ biển số xe luôn cho chừa. Mẹ đưa lên chính quyền mẹ. Ấy bằng được. Bắt đánh của mẹ đi. Đây này, đây. Đây, cái đỏ đỏ đây. Đây, mọi người ơi, hôm nay là từ cổng nhà mình ra là nói chung là cái đoạn đường này cây cối nó um tùm tí thôi. Dòng toàn cây hoa ở đây, bảo dòng cây hoa vào đây cho nó đẹp đường ấy, nhưng mà đấy, đẹp thì chả thấy đâu, nhưng mà toàn rác thải vứt vào trong thôi. Đấy. Được hoa hết được như này mà nó cứ vất vất chậm. Ui đây là bỉ này, đây này. Đây chị đứa quay đây em này. Đây này. Đấy bỉ miếc này, vứt này. Ui này. Kiếp không? Kinh khủng như đường. Đấy. Đấy. Dình bao nhiêu ngày mới vất được đấy. Vất được hôm nay. Hoa đẹp lại chứ không vất này, cho nó quang nó không vất được đây. Mà em là mẹ vất cái đồ vất cái là mẹ ta đem đây nó vất đi. Dạ không kịp đốt đây thì chán mất rồi. 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 Nó quay đường đi. Cứ bỏ hoa hết hoa thì không thấy hoa đâu. Thấy toàn rác thải thôi. Hôm nay dọn hết. Toàn cũng là rác thải bẩn thỉu thôi. Hết rác thải bẩn thỉu như này. Rác được hai bên đường này. Hai bên đường. Hai bên đường phán cũng là rác. Nhiều lắm ở dưới đường rác cũng biết là làm ăn thế nào. Không chịu đốt đi, tán cho ăn vất là được cái. Mỗi người vất một ít ở đây thì ăn đúng là phải có ý thức riêng chứ. Như thế này thì ai người ta chịu đây. Đây, cứ ấy đi còn tí em làm quét phòng. Không nhìn được. Đấy, các thứ còn vứt hết trong đấy, mình lôi ra cho người ta thấy. Kinh không? Mẹ. Bỏ thực tế luôn. Thế các bạn ơi, mỗi người có một ý thức chung một tí thì đường làng ngõ xóm của chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều nhé. Nhưng mà đây thì ý thức của người dân ở đây vẫn là kém này. Đấy, bỉm rồi rác thải rồi các kiểu vứt sang hai rè đường nhá. Đấy, người dân ở đây người ta đang đi dọn này, sạch sẽ. Các cô đi dọn cỏ nhưng mà rất chi là bực mình. Tuột cả liềm. Con in cái biển dán đây. Chống vứt rác ở cái đoạn này. Như cổng nhà bà Hoa ấy. Không đấy, nhà ta chỉ hàng còn to nhiều dưới giềng nữa kìa. Bây giờ mà nhà tôi lên nhiều lắm. Mà đốt ở đây thì không có chỗ đốt. Con người ý thức kém, quá của kém cỏi.
hất luôn xuống giờ bên này này cho đỡ lạnh này.